Hello cả nhà. Trời ơi mệt quá cả nhà ơi, tới mùa vụ rồi á thì trời ơi, mở mắt ra ngủ dậy mở mắt ra đó là ở ngoài đồng cả nhà. Xong rồi á hả, mới vừa đây á thì tưới nước ở đằng sau, rồi bây giờ ra tưới ở đằng trước. Rồi cái khoe với cả nhà, hôm nay á là cuối tháng 4 nha, sắp sửa đầu tháng 5 rồi, là coi cây cối nhà mình nó như thế nào. Chỉ còn 2 ngày nữa là đầu tháng 5 thì mình thì giữa tháng 5 mình mới đưa bầu bí ra nha. Đó thì bây giờ là hoa tulip cả nhà. Đó thì mùa này là chỉ có hoa tulip thôi. Đó. Thì ở đằng trước nhà mình nè, đó. Đằng trước nhà mình á là nguyên một dãy này là hoa mùa xuân nha. Đó, rồi đến mùa hè thì là lại có hoa của mùa hè. Và cái hoa tulip của mình năm nay thì đây. Đó, đẹp chưa? Cái màu này đẹp chưa? Rồi bên đây nữa nè. Đó. Đủ đủ màu. Rồi ở trong đây cái hoa tím tím nó chẳng biết tên gì mà hồi đó mình có mua cái bụi nhỏ thôi à. Mà bây giờ nó lan hết luôn à. Rồi trong đó đó là có tulip, có lily, lily á với lay dơn á là mùa hè nên là bây giờ nó cũng đã đâm lên rồi đó, nhưng mà mùa hè nó mới bung lụa. Rồi cả nhà biết không thì đây đây là hoa tulip mà dạng kép mà chưa có nở bung ra nè, nhưng á là mình thấy nó lạ nên mình mua, năm nay mình mua trồng thử tulip dạng kép. Còn bên đây là tulip dạng đơn, hoa đơn. Còn cái hoa đơn thì cái cánh của nó là chỉ có một lớp thôi đó, còn cái hoa kép á thì nó sẽ đây, nó sẽ được nhiều lớp nhưng nó chưa có bung lụa nên mình chưa biết nó ra làm sao đây, nhưng để coi em nó như thế nào. Đó đó là những cái đó cũng là hoa tulip mà dạng kép. Rồi đó, hoa 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 là hoa. Đó, một dãy ở đó nữa cả nhà. Đó, trước cửa nhà mình đó. Đó, thấy không? Đó, hoa không là hoa. Thì á, là ông xã tôi ổng nói chứ, má mày chồng á, chỉ tổ cho cái bà đối diện á, bà Mỹ đối diện bà ngắm. Ơi, thì mình cũng ngắm vậy. Mà năm nào má mày cũng chồng. Đây, cái này á, hoa trà mi nhưng mà mấy em chưa có bung lụa nè. Đó, đó tulip, hết tulip thì sẽ đến lily, cái dãy này rất là đẹp. Trời ơi coi này, hoa tulip nè. Cái màu của nó sặc sỡ ha, đẹp ha. Rồi đó, một dãy ở bên đó nữa. Đó, một dãy ở bên đó nữa. Bây giờ mình sẽ ra đằng sau quay cho cả nhà xem ở đằng sau nhà mình hôm nay rau củ quả đã có những gì nha. Bây giờ này ở đằng trước thì là có hoa. Đây mấy em xà lách. Mấy em xà lách tung tăng à, cũng vẫn treo toàn ten mình thấy dễ thương à, cũng rất là tiện lợi. Năm vừa rồi mình đã thiết kế và năm nay mình cũng vẫn thiết kế giống vậy luôn, mình thích. Rồi ở đây trên đó là hoa lồng đèn. Tất cả các cái ở trên đó đều là hoa lồng đèn. Và năm nay, trời ơi tôi bật mí với cả nhà, năm nay tôi thiết kế trồng cà chua treo ngược cả nhà. Cái giọng cái đầu con người ta xuống dưới. Treo ngược thì tôi thấy ở Việt Nam đó, người ta làm á thì mình làm thử đó, treo ngược để thử coi làm sao nha cả nhà. Trời ơi mẹ ơi đó hả, cho mẹ cho con giọng ngược lên nó. Hoa tulip, đây là hành hành tăm còn gọi là nén Mỹ. Cũng chậm phát triển lắm cả nhà, mình gieo từ hạt á, gieo từ hạt nên nó chậm hơn là gieo từ củ nha, nhưng củ mình đi mua không có. Đó, sen đá, mấy em sen đá này thì thôi lì lắm, mấy em chịu sương chịu gió đủ điều khô cằn nữa. Đó rồi mấy cái hoa này, đó trên đó là hoa hoa
Ở trên đây là một dãy là hoa lồng đèn đó, coi cái thằng này nó coi có sống không, mới bỏ ngày hôm qua cà chua ngược á, treo ngược á, mà để coi anh chưa chưa phục hồi, anh còn yếu, anh chưa phục hồi. Rồi ở trong đây á thì đây khoe với cả nhà, ở trong đây thì có ba cây xương sâm lá láng, hôm bữa mình để trong nhà nhưng mình thấy thời tiết như vậy thôi mình đưa ra đây cho nó rộng ở trong nhà, rồi mấy em cũng có thể sống đây, nhưng mà là hôm bữa trong nhà thì nó tươi tỉnh hơn, đưa ra đây thì mấy em cái lá hơi héo héo, kệ không sao, đến mùa mấy em quật lại. Rồi trong đây là mấy chục cây ớt mình mua, thì cả nhà nhìn thấy cây ớt của mình rất là to, rất là tốt không, và rất là rẻ luôn, một chậu ớt chỉ có 4 đô thôi đó. Mà mình cả nhà muốn biết nơi nào mình mua để đến mua đó, thì mình có một cái video chia sẻ khi đi mua cây giống đó, mua cây ớt giống đó đó, cả nhà hãy vô đó xem và coi cái địa chỉ ở trong đó để cả nhà đến đó mua về trồng nha. Thì là có 4 đồng thôi, tha hồ trồng, mình không cần phải thắt khe gì hết trơn á đó. Cái này ớt cây toàn bộ nhà mình chỉ ớt cây, bên đây là ớt cây thế giới nha, ớt cây xé bản họng luôn đó. Thì cái chậu nó nhỏ hơn thì chỉ có 2 đồng 25, trong đó là ngò rí. Ngò rí tôi ươm ở trong nhà cái xong rồi á là cắt ăn cái dở lên lại nè, cưng ghê á, để mình gieo thêm rau cải dúng. Rau cải dúng hôm nay quá trời lớn rồi, quá trời đẹp luôn cả nhà. Cải dúng cải này á ăn bánh xèo rất là ngon. Rồi có thể là cái này thì mình dỡ lưới rồi, bên đây mình chưa dỡ lưới còn cưng lắm. Rồi đây cái này thì cải trắng, cải trắng cũng đẹp, đang phát triển. Rồi bên đây á là rau rau bắp choy, rồi cải thảo đẹp quá mà mình không có thích, để nó tự nhiên chứ không có cuộn nó lại. Rồi đây rau đay Hàn Quốc. Rồi xa xa là ông chồng mình á, ông chồng mình ông đang chuẩn bị ông lấy đồ để ông trim mấy cái cây này để cho nó đừng che ánh nắng, ông trim mấy cái nhánh đó, ổng đang bây giờ ổng đang trim mấy cái nhánh đó cho nó rậm rạp quá, trim bớt đi đó. Một em nhà mình á, anh đủ đồ nghề hết cả nhà, đồ nghề gì cũng có hết, cái gì anh cũng có hết. Bây giờ phải trim trước rồi mình mới chồng xuống sau, chứ không thôi mình chồng xuống ảnh trim cái nó rớt xuống á. Đó cái nhánh đó anh có đủ điều nghề hết á, anh còn leo lên cây, anh cưa anh chặt cây. Có cái video của mấy năm trước hình như là mình không có đăng, trời ơi ổng mua đồ ông leo lên cây thông cổ thụ, ổng stream mình sợ quá cả nhà, mà ổng stream đâu được cũng phải là một nhánh rất là bự rồi,
cái mà mình sợ quá, bây giờ còn lại nó cao, mình nói thôi, anh leo xuống đi, em để em bỏ tiền ra, em mướn người ta để người ta về người ta cưa, người ta chặt, chứ anh lỡ có chuyện gì không cả nhà. Trời ơi, tiền mình còn làm ra được, chứ người làm sao làm ra được. Người làm ra tiền chứ làm ra của, chứ của nó không làm ra người. Dại hay sao mà để cho chồng mình làm. Cái tôi, trời ơi, ổng mua đồ ổng hết 500-700 đô mà tôi bắt ổng không, ông xuống đi. Thế rốt cuộc đồ nó là dục quá cả nhà. Để đó, để coi ổng cho mấy người nào người ta cần cho chứ. Em trở lại với cả nhà với chiếc áo bà ba. Trời ơi, đấy anh đang chuyên cây nha chồng. Lại chiếc áo bà ba. Ê, hôm nay hình như em ốm bớt cả nhà. Em mặc cái áo em thấy nó rộng. Ê, mặc cái áo thấy nó rộng cả nhà, vậy chắc ốm. Ốm bớt, lo trồng trọt, khiêm đất cả nhà. Khiêng đất, rồi khiêng phân, rồi hả làm cỏ, rồi đủ thứ hết, chắc vậy á. Anh trim mấy cái nhánh đó cho nó cao lên, chứ nó che ánh nắng của mình. Rồi mình trồng cây nè đó, với lại á, mình trim nó cho sáng sủa đó. Trim đi cái thấy nó có nắng liền à. Đây là cây mận, mận đỏ. Đây là cây mận đỏ nè, bông hoa quá trời. Rồi đây là cây táo ruột hồng. Cây táo ruột hồng hôm nay cũng có bông. Mà bông thì sẽ có trái phải không cả nhà. Mà bông của nó cũng màu đỏ luôn cả nhà. Vui ha, táo ruột hồng. Mình nói ông xã mình, năm vừa rồi mình mua ba cái cây này á, anh trồng ở đây. Mình mới nói với ảnh là anh trồng ở đây không được đâu, vì ở đó là cái vàng bầu, vàng bí, vàng su su, vàng mướp. Mà nó lớn quá nó sẽ che những cái ánh nắng của cái vàng bên đây, phải không cả nhà. Ảnh nó u cho khéo lo. Mình không biết làm sao, mình kêu ảnh mua đi chỗ khác đi. Ôi, bởi nên mới trồng trong chậu cả nhà, để dễ mua tới mua lui. Rồi bên đây, bên đây là cải xanh. Chắc là mình dỡ lưới ra luôn đây. Dỡ lưới thì cứ sợ con chó nhà mình nó hay, nó cà chớn lắm, nó hay leo vô đây mới đập, mới đọc chứ. Dỡ lưới thì sợ con chó nhà mình nó hay nhảy vô đây. Ở ngoài nó không đi. Rồi đây là, đây là giáp cá. Giáp cá đang lú nhú ra nè, đang đâm chồi. Đó thì khu vườn của mình nó bây giờ là đó, xung quanh khu vườn nè. Bây giờ thì chưa đẹp đâu, phải 1-2 tháng nữa là mới đẹp. Đó, đây. Sao mày cứ đi vô trong cái đó của má? Con nhỏ này cũng kỳ cả nhà. Sao con đi vô đó rồi kêu cũng đứng luôn à? Trời, chỗ trồng cây của má mà con. Kỳ quá. Kỳ cục ghê luôn á. Con cứ đi vô trong mấy cái trồng cây, cây người ta trồng mà đi leo vô trong đó. Đây là cây. Trời ơi, nói cái hồi quên đó không. Cây gì? Cải cầu vồng. Cà chua. Cà chua mình mua hôm bữa đó, mình có cái video mình khoe.
khoe với cả nhà đó, mình mua ở cái chỗ mà túc ở dưới Khen chạy cả tiếng đồng hồ á đó. Nay ngày hôm qua mình đưa ra chồng rồi đó. Y mình đưa ra mình thấy nó phát triển nè, rồi đó cải kheo, rồi đây cải củ cải đỏ đó, củ dền đó, củ dền đỏ. Ở bên đây mình vại hạt củ dền đỏ luôn. Mùa hè nó sẽ lên, nó sắp sửa lên giờ đó. Đây cà rốt này, trồng sớm quá cũng te tua. Coi nè, thấy không, dấu chân của nó không à. Kỳ cục ở ngoài không, đi đi vô trong không. Rồi hả, là hành hẹ rồi. Có năm nay mình có đặc biệt nha, có đặc biệt trồng những cái cây này. Cây này cả nhà biết cây gì không? Củ từ Nhật, củ khoai từ Nhật. Cái khoai từ Nhật á, mình đi chợ mình mua rất là mắc tiền nha. Trời ơi, cái khoai đó mắc. Nhưng mà là mình ươm á, nó dậy lên thành cây, mình để trong nhà biết bao nhiêu lâu mà bây giờ mình đưa nó ra rồi. Đó, rồi ở đó nữa nè. Đó, thì hy vọng mấy đứa. Trời ơi, mà đưa ra có vẻ lớn. Đưa ra nó có vẻ lớn, mình đưa ngày hôm qua. Sáng nay tưới nước rồi đó mà nhìn cái mặt cũng còn khô. Mà hả, là đưa ra ngày hôm qua rồi. Đó, hy vọng là năm nay mình sẽ có củ khoai từ mình thu hoạch nha. Rồi cà chua. Nay vườn từ cũng chưa đâu vào với đâu. Cà chua. Em là cô nông dân ở Mỹ. Em là cô nông dân ở Mỹ đây cả nhà ơi. Thì bây giờ cái video mình khoe vườn của mình hôm nay gồm có những cái gì, và ông xã mình ổng đang trim những cái cây để cho nó có ánh sáng, có ánh nắng đó. Thì với lại mình khoe với cả nhà là cái khu vườn ở đằng trước nhà mình hoa hôm nay gồm có hoa gì. Thì cái video này xin cả nhà hãy cho mình tạm dừng ở đây, và hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Từ giờ đến trở đi là sẽ có rất là nhiều video để mà đưa lên khoe với cả nhà. Thì cả nhà thấy không, để xa xa nha, chiếc áo bà ba rất là dễ thương. Chiếc áo bà ba rất là dễ thương, rất là trữ tình đó. Áo bà ba. Và hình như hôm nay ốm bớt chút xíu ốm bớt chút xíu nên là thấy mình mặc mình thấy là nó không có gò bó ha đó. Nhưng mà cũng dẹp, cũng dẹp nè, màu xanh. Và rất là cảm ơn chị shop áo bà ba Úc Hậu đã gửi tặng cho em rất là nhiều áo bà ba. Cái chị bán áo bà ba Úc Hậu ở Việt Nam, cả nhà ai ở Việt Nam hoặc ở Mỹ đó mà thích mặc áo bà ba mà rẻ đẹp bền đó, thì hãy vô shop, vô Facebook tìm shop áo bà ba Úc Hậu nha. Áo bà ba Úc Hậu chị rất là dễ thương, chị Úc rất là dễ thương, và chị bán áo rất là rẻ luôn cả nhà. Như một cái áo bà ba như vậy mà cả nhà nhìn thấy không, có cẩn cẩn đá, giống như mình gọi là đá nè đó, có đá nè, thấy không, đẹp không, hình hình đẹp lắm ha, hình đẹp lắm nè đó. Nhiều kiểu lắm, rất 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 là nhiều kiểu áo bà ba và áo dài. Mà áo bà ba và áo dài của chị á, giá rất là phù hợp. Như là cái áo này á, có 90 ngàn à cả nhà, 90 ngàn đồng Việt Nam á, một cái. Rồi áo dài của chế Hậu á, là chỉ có 250 một bộ thôi, mà là cẩn nguyên một con rồng luôn cả nhà. Cái đó mà mặc đi làm xuôi da đó cũng rất là đẹp nha. Rồi áo gấm cũng có nha, giấy thun cũng có nha, thun lụa đó, thun lụa cũng có, thun bốn chiều cũng có. Cái này là thun bốn chiều nè
Đó. Thì là cảm ơn chế Úc Hậu nha, đã gửi qua Mỹ cho em rất là nhiều áo bà ba để em mặc em khoe với cả nhà trong mùa hè đó, rất là còn rất là nhiều nhiều áo luôn, cả nhà đủ màu luôn, chế gửi cho em rất là nhiều màu. Ok, bye bye cả nhà nha, hãy đến với kênh Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ kênh cho mình nha. Và ủng hộ áo bà ba, shop áo bà ba Úc Hậu luôn. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.